tổng hợp tình hình triều cường nhiều khu vực tại đồng bằng sông Cửu Long. Tham khảo cách làm hay giúp phòng chống tội phạm. Xiết cá, sắc màu mới trên vùng xanh du lịch mang đến sự khác biệt và thu hút du khách. Bây giờ là 21:30. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong miền Tây hôm nay tin nhanh. Thưa quý khán giả, liên tục trong các bản tin miền Tây hôm nay trong ngày, chúng tôi đã cập nhật về tình hình triều cường theo sát diễn biến và kèm cảnh báo. Còn bây giờ hãy cùng điểm lại tình hình tại các địa phương đồng bằng sông Cửu Long trong ngày hôm nay. Nước sông Tiền dâng cao tràn vào khu vực chuyên canh xoài ở xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Vườn cây ăn trái của nhiều nhà vườn, đặc biệt là những hộ canh tác ngoài đê bao, bị ngập sâu hơn nửa mét. Triều cường cũng làm sạt lở nhiều diện tích nuôi thủy sản ở Vĩnh Long. Theo dự báo, đỉnh triều cao nhất trong đợt triều cường này có khả năng vượt mức báo động 3. Nếu thời điểm triều cường có thêm mưa, thiệt hại đối với các vườn cây ăn trái, thủy sản ở các vùng trũng thấp là khó tránh khỏi. Bà con cần chủ động gia cố bờ bao, ao cá để bảo vệ tài sản của mình. Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ dự báo trong 2 ngày tới, mực nước tiếp tục lên cao và dao động quanh mức 2m25, cao hơn mức báo động 3 là 0,25m, tương đương với đỉnh triều cường lịch sử năm 2019. Đây là đợt triều cường có đỉnh triều rất cao, đặc biệt thời tiết ở Cần Thơ được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến xấu, mưa nhiều trong những ngày triều cường đạt đỉnh. Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ lưu ý, người dân cần đề phòng trong thời gian triều lên kết hợp với mưa lớn sẽ gây ngập úng trên diện rộng. Thời gian ngập kéo dài tại các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố. Những ngày qua, rất nhiều cây xăng ở An Giang tạm ngừng hoạt động vì thua lỗ hoặc treo biển hết xăng còn dầu. Một số khác chỉ bán xăng theo hạn mức khiến người dân bức xúc và lo lắng. Theo phản ánh của người dân, tại một số cửa hàng trên địa bàn thành phố Long Xuyên, dù không đóng cửa hay treo bảng hết xăng, nhưng nhân viên chỉ bán tối đa 30.000 đồng tiền xăng cho một xe máy, 200.000 đồng tiền xăng cho một xe ô tô. Đây cũng là hạn mức được nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang áp dụng trong những ngày gần đây. Cùng với đó, nhiều cửa hàng tại các địa phương như Tịnh Biên, An Phú, Châu Thành, Châu Phú những ngày vừa qua còn treo bảng hết xăng, tạm ngừng bán, chờ nhập hàng. Cũng tại An Giang, một vụ cháy nhà vừa xảy ra sáng nay tại xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu khiến một người tử vong. Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại nhà ông Nguyễn Văn Luân, ngụ ở ấp Phú An, sau đó lan sang các nhà lân cận. Một người thân của ông Luân do bị tai biến đã không kịp chạy thoát khỏi đám cháy nên đã thiệt mạng. Ba căn nhà khác bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Một người tử vong trong vụ tai nạn giao thông giữa một xe tải và xe máy vào sáng nay tại đoạn đường Trần Phú, thành phố Hồ